Xin chào tất cả các bạn. Đây là video tổng hợp về hố đen, được đúc kết từ rất nhiều câu hỏi thú vị mà mọi người đã gửi tới Thư viện Thiên Văn. Có thể nói, hố đen là thứ kỳ lạ nhất từng tồn tại. Mặc dù đã được phát hiện cách đây hơn 50 năm, nhưng cho đến bây giờ, khoa học vẫn chưa thực sự hiểu về nó. Hố đen có thể kéo sập không thời gian vào một điểm siêu nhỏ. Bên trong chân trời sự kiện, thời gian có thể tan biến giống như ngọn lửa bị thổi tắt. Và các định luật vật lý chúng ta vẫn coi là bất khả xâm phạm, rốt cuộc cũng chẳng là gì. Vậy hố đen khác thường đến mức nào? Nó có phải là một cơn cuồng phong của vật lý? Hay là cánh cửa thần kỳ dẫn chúng ta tới một vũ trụ khác? Dĩ nhiên, tất cả những điều bí ẩn đó sẽ không được phân tích đầy đủ trong video này. Nhưng chắc chắn, đây là một video hội tụ rất nhiều thông tin về hố đen mà các bạn có thể quan tâm. Đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những thắc mắc đầu tiên. Có một vài câu hỏi khá giống nhau và mình sẽ gộp chung vào trả lời một lượt. Hố đen có liên quan gì tới vật chất tối không? Liệu có cách nào để tạo ra một hố đen ngoài sự sụp đổ của những ngôi sao khổng lồ hay không? Rồi con người cần đến công nghệ gì để quan sát hố đen? Đây là những câu hỏi của bạn Hồng Lê, Cu Trung, bạn Quốc và bạn Du Thanh. Theo như những gì chúng ta biết, hiện tại chỉ có các ngôi sao siêu lớn mới đủ khả năng tạo ra hố đen. Mặc dù những ngôi sao này không phải lúc nào cũng đi theo con đường tiến hóa như nhau. Với sự đánh giá và tính toán của khoa học, lực hấp dẫn chính là lực yếu nhất trong bốn loại lực cơ bản tạo nên vũ trụ. Thế nhưng phiên bản tối thượng của nó lại cho thấy điều trái ngược. Nó có thể đánh bại tất cả những lực còn lại. Điều này là do đâu? Đây là một nghịch lý của lực hấp dẫn. Nhưng không phải là không có cách giải thích. Hãy sâu chuỗi những kiến thức trong video trước mà mình đã đề cập tới. Tại sao lực hấp dẫn là yếu nhất, nhưng lại không có thứ gì thoát ra được hố đen, kể cả là photon? Quả thực, nếu so sánh với lực mạnh hay lực yếu, thì tương tác hấp dẫn chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, lực mạnh hay lực yếu chỉ tác dụng ở quy mô rất nhỏ. Do đó sự so sánh này trở nên bất hợp lý, vì phạm vi của nó không đồng nhất. Nếu muốn so sánh, chúng ta chỉ nên so sánh với lực điện từ. Vậy lực điện từ mạnh đến mức nào? Hãy thử nghĩ xem bạn có thể tạo ra dòng điện mạnh bao nhiêu? Hàng triệu vôn hay mạnh hơn? Có một sự thật là năng lượng do con người tạo ra chẳng đáng kể. Hãy nghĩ đến các hiện tượng tự nhiên hoặc các thiên thể vũ trụ, một tia sét hay một ngôi sao neutron. Ở những phiên bản cụ thể, sao neutron chính là thứ tạo ra năng lượng điện từ mạnh nhất trong vũ trụ mà chúng ta biết. Thế nhưng hãy nhớ, bản chất của lực điện từ là hút và đẩy. Về cơ bản, chỉ có hai điện tích âm và dương tương tác với nhau, và quan trọng là chúng có xu hướng triệt tiêu lẫn nhau. Vậy lực hấp dẫn thì sao? Lực hấp dẫn rất yếu, nhưng nó chỉ có một biểu hiện, đó là hút. Hay nói đúng hơn là các vật thể có xu hướng rơi về phía nhau. Hiện tại, chúng ta chưa phát hiện ra bất cứ thứ gì có thể triệt tiêu lực hấp dẫn. Do đó, khi khối lượng tăng lên, độ lớn của lực cũng tăng lên, và nó có thể cộng dồn đến vô hạn. Không có một giới hạn cụ thể nào về khối lượng của các hố đen. Bạn muốn nó nặng thêm bao nhiêu cũng được. Chính vì vậy, khi một thứ gì đó trở nên quá nặng, độ lớn của tương tác hấp dẫn sẽ chiến thắng toàn bộ những lực còn lại. Quay trở lại với câu hỏi, liệu có cách nào tạo ra hố đen ngoài những ngôi sao khổng lồ hay không? Câu trả lời có thể là không. Tại sao lại là có thể? Bởi vì chúng ta không chắc. Theo nguyên lý sụp đổ hấp dẫn, khi một thứ gì đó trở nên quá nặng, nó sẽ suy sụp thành hố đen. Như vậy, chỉ cần một đám bụi vũ trụ tích tụ đủ nhiều là có thể suy sụp thành hố đen ngay lập tức. Thế nhưng quá trình tích tụ thường tốn thời gian và nó cũng diễn ra với nhiều giai đoạn khác nhau. Nói chung là không có cách nào đủ nhanh để một khối lượng vật chất siêu lớn có thể suy sụp thành hố đen mà không trải qua giai đoạn nhiệt hạch. Thông thường khi đạt đến một khối lượng nhất định, chưa đủ để sụp đổ thành hố đen, thì nó đã đủ để trở thành một ngôi sao. Vì vậy, có thể nói, gần như không có cách nào tạo ra hố đen ngoài con đường tiến hóa sao. Mặc dù vậy, trong thời kỳ đầu tiên của vũ trụ, vẫn có thể xảy ra những điều kỳ lạ mà ngày nay chúng ta không thể nắm bắt. Và chúng ta cũng không thể loại trừ việc hố đen được tạo ra bằng cách bỏ qua hoàn toàn giai đoạn tiến hóa sao.
Ý tiếp theo là hố đen có liên quan gì tới vật chất tối không? Nói thế nào nhỉ? Vật chất tối hiện là một khái niệm khá mơ hồ. Chúng ta có những bằng chứng về sự ảnh hưởng của nó đến quá trình vận hành lực hấp dẫn trên quy mô siêu lớn. Nhưng cấu tạo của nó là gì, chúng ta vẫn chưa biết. Vậy bên trong hố đen có thể nào là vật chất tối không? Đây là một ý tưởng được các nhà vật lý đề xuất. Nó bao gồm cả ý tưởng về loại neutrino thứ tư mà mình đã nhắc đến trong video trước. Thế nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều là hố đen được hình thành do sự sụp đổ của vật chất thông thường. Tuy nhiên sau khi hình thành, nó có hút vật chất tối vào hay không thì chúng ta cũng không rõ. Để hiểu hơn về mối liên hệ này, chúng ta cần hiểu hơn về vật chất tối. Và có lẽ Thư viện Thiên Văn sẽ có riêng một video về chủ đề này sau. Ý cuối cùng của câu hỏi là cần phương tiện gì để quan sát hố đen? Hãy nhớ rằng mọi quan sát hiện tại của chúng ta đều dựa trên phổ điện từ, tức là photon. Thậm chí việc quan sát lực hấp dẫn cũng là dựa trên sự bẻ cong ánh sáng. Photon về cơ bản là một loại thông tin của vũ trụ. Thế nhưng hố đen thì không phát ra photon. Do đó việc quan sát hố đen là không thể. Những bức ảnh kinh điển chụp hố đen chỉ là phần bức xạ phía ngoài của đĩa bồi tụ tạo ra. Nó hoàn toàn không phải là hình dạng thực tế của hố đen. Kết luận, hiện tại con người chưa nghĩ ra bất kỳ cách nào hay phương tiện nào để quan sát hố đen. Mặt khác, hố đen cũng không phát ra bất kỳ thông tin gì để chúng ta quan sát. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Alex Hopper. Trong phim Thor, có một phân cảnh mấy con quái vật ném ra lựu đạn hố đen mini, có thể hút mọi thứ. Vậy, con người có thể tạo ra hố đen mini như quả lựu đạn đó không? Câu hỏi này thật hóm hỉnh. Lựu đạn hố đen mini hay hố đen nhân tạo? Liệu con người có thể tạo ra thứ gì như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi. Trong cơ học lượng tử có nhiều lý thuyết cho thấy các hố đen mini siêu nhỏ có thể tồn tại. Nó có thể được tạo ra trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ, khi mà các hiện tượng năng lượng cao xảy ra trong bối cảnh không gian và thời gian còn chưa hoàn thiện. Nói tóm lại, đây là một lý thuyết nằm trong lý thuyết và nó hoàn toàn chưa được kiểm chứng hay quan sát thực tế. Những hố đen nhỏ nhất được biết đến trong vũ trụ ngày nay đó là hố đen khối lượng sao. Chúng có khối lượng dao động trong khoảng 3 đến 5 lần mặt trời. Vậy trên lý thuyết, có cách nào tạo ra hố đen với quy mô phòng thí nghiệm hay không? Rõ ràng đây là một thách thức quá lớn về cả mặt khoa học, năng lượng và công nghệ. Chúng ta phải cần đến một công nghệ ngoài hành tinh nào đó, một khối năng lượng gần như vô hạn, và đi đôi với điều này cũng phải có một ý tưởng khoa học vượt xa thời đại hoặc cao siêu hơn những hiểu biết hiện tại của loài người. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Lê Kaka. Năng lượng có chiếm thể tích không? Việc toàn bộ vật chất được chuyển thành năng lượng, tập trung tại một điểm kỳ dị, làm cho sự chênh lệch hấp dẫn giữa bên trong và bên ngoài chân trời sự kiện là rất lớn. Điều này làm cho không thời gian bị biến dạng, đến mức một giây xung quanh điểm kỳ dị cũng kéo dài như tuổi đời của vũ trụ. Vì vậy mà ánh sáng không thể thoát ra đúng không? Đầu tiên, năng lượng có chiếm thể tích không? Câu trả lời vừa có lại vừa không. Nếu bạn coi năng lượng là một khái niệm trừu tượng, thì nó có thể tồn tại mà không cần thể tích. Tức là ở trường hợp này, năng lượng chỉ là một thuộc tính, chứ không phải là một đối tượng vật lý. Tuy nhiên, khi năng lượng được áp dụng vào các hiện tượng hay đối tượng cụ thể nào đó, nó chắc chắn cần chiếm một thể tích. Vậy một điểm kỳ dị có chiếm thể tích không? Điểm kỳ dị là một miêu tả toán học về một cái gì đó thuộc cơ học lượng tử. Nó là một điểm không có diện tích và cũng không chiếm thể tích. Đây là một khái niệm rất phản trực giác. Điểm kỳ dị được hiểu như một điểm có mật độ vô hạn và khối lượng vô cùng. Vậy tại sao nó lại bằng không? Bây giờ hãy đặt ra câu hỏi, điều gì xảy ra khi bạn rơi vào điểm kỳ dị? Có thể nói, ngay lập tức bạn sẽ trải qua một khoảng cách hữu hạn cộng với một khoảng thời gian hữu hạn, nhưng lại kết thúc tại một điểm mà thời gian bằng không. Nó cho thấy kỳ dị không có chiều và cũng không có thể tích. Bây giờ hãy đặt mình vào vị trí người quan sát, bạn sẽ thấy điều gì? Trên thực tế bạn không thấy gì cả. Điểm kỳ dị luôn nằm trong chân trời sự kiện, tức là nó mãi mãi nằm trong tương lai. Vậy sau cùng khối lượng đã đi đâu? Rất khó để giải thích vấn đề này bằng một miêu tả vật lý trực quan. Các phương trình dựa theo thuyết tương đối hay cơ học lượng tử khi áp dụng vào cũng không cho ra một giá trị cụ thể. Trên thực tế,
nó tương đương với vô cực chia cho không. Nó cũng dẫn tới việc thời gian bị biến dạng một cách khủng khiếp xung quanh điểm kỳ dị. Tuy nhiên, một giây xung quanh kỳ dị bằng bao lâu, nó còn tùy thuộc vào vị trí người quan sát hoặc độ lớn trường hấp dẫn mà hố đen đó tạo ra. Vậy, tại sao ánh sáng không thể thoát ra ngoài? Lý do cho việc này là sự biến dạng không thời gian làm cho mọi đường đi đều hướng vào điểm kỳ dị. Tức là hố đen giống như con đường một chiều, chỉ có chiều tiến vào, chứ không có chiều đi ra. Mọi con đường đều bị cong, và sau cùng đều dẫn đến điểm kỳ dị. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Không thời gian bị cong, và sau cùng nó làm mọi con đường đều dẫn đến điểm kỳ dị. Tức là tất cả mọi hạt, mọi năng lượng, mọi con đường, mọi tương tác hay bất cứ thứ gì đều tiến đến một tương lai duy nhất, đó là kỳ dị. Thực ra điểm kỳ dị cũng thú vị đấy chứ. Câu hỏi của bạn Nhật Tân. Ở những hành tinh có khối lượng khác nhau, chỉ số G cũng khác nhau. Vậy, hố đen có khối lượng khác nhau, chỉ số G có khác nhau hay không? Chỉ số G trong câu hỏi này là gia tốc trọng trường. Công thức tính gia tốc trọng trường là G nhỏ bằng G lớn nhân M chia cho R bình. Trong đó, G lớn là hàng số hấp dẫn, M là khối lượng của vật và R là bán kính. Như vậy, nếu muốn tính gia tốc trọng trường của một thiên thể, chúng ta phải biết được khối lượng và bán kính của nó. Mỗi một thiên thể khác nhau đều có khối lượng và độ lớn khác nhau, và hố đen cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi nói về khối lượng và độ lớn của hố đen, vẫn có những điều kỳ lạ xảy ra mà chúng ta phải bất ngờ, nhất là khi các hố đen sát nhập với nhau. Đây cũng là câu hỏi của bạn Võ Văn Danh. Điều gì xảy ra khi hai hố đen sát nhập với nhau? Khi sát nhập, hố đen tạo ra một hiện tượng mạnh mẽ được gọi là sụp đổ không thời gian. Trong quá trình này, một lượng năng lượng lớn được biểu hiện dưới dạng sóng hấp dẫn. Theo như Stephen Hawking, diện tích của hố đen sẽ luôn tăng khi khối lượng của nó tăng lên. Thậm chí sau khi sát nhập, diện tích hố đen mới được tạo thành luôn lớn hơn hai hố đen ban đầu cộng lại. Ví dụ, nếu bạn để hai hố đen có diện tích 100 triệu mét vuông sát nhập với nhau, nó sẽ tạo thành một hố đen rộng trên 200 triệu mét vuông. Điều này đi ngược lại logic của các ngôi sao sau tiến hóa. Thứ gì càng nặng, càng đậm đặc thì lại càng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một logic cần thiết để đảm bảo entropy luôn tăng. Ngoài ra, các nhà vật lý còn cho rằng khi các hố đen quay nhanh, nó cũng tăng diện tích. Tức là diện tích tăng lên mà không cần tăng khối lượng. Đây được gọi là hiệu ứng Penrose-Hawking. Theo đó, khi hố đen quay nhanh, các sợi không thời gian bị xoắn lại với nhau, dẫn đến sự mở rộng của hố đen. Tất cả là để đảm bảo entropy luôn tăng. Câu tiếp theo là của bạn Thanh Nhật Nguyên. Liệu hố đen có cấu tạo từ những hạt nhỏ nhất xếp chặt chẽ lại với nhau, mà không có bất kỳ khoảng trống nào? Có một câu hỏi khác của bạn Trung Dũng Huy, tuy không tương đồng cho lắm, nhưng mình vẫn gộp lại để trả lời một thể, vì những thông tin của câu trả lời có liên quan tới nhau. Bức xạ Hawking là thứ có thể thoát ra ngoài hố đen, trong khi đó ánh sáng là thứ nhanh nhất cũng không thể thoát ra ngoài. Vậy chẳng lẽ bức xạ này nhanh hơn cả ánh sáng? Để trả lời cho hai câu hỏi này, sau đây mình sẽ đưa ra một góc nhìn mới về hố đen. Mọi người thử hình dung xem nó có khả thi hay không. Có một điều cần phải khẳng định, không ai biết chắc chắn về cách giải thích hố đen. Phần lớn bí ẩn của điều này là do chúng ta chưa thực sự hiểu không thời gian là gì. Thứ mà chúng ta đang gọi là trọng lực, nó là biểu hiện rất nhỏ trong một bức tranh lớn mờ mịt. Vì vậy, bên trong hố đen cấu tạo như thế nào là một điều hoàn toàn bí ẩn. Liệu nó có được cấu tạo từ các hạt hay đơn thuần chỉ là năng lượng? Ngày nay, học thuyết Einstein là thứ tốt nhất để miêu tả lực hấp dẫn. Nhưng về cơ bản, để hiểu được học thuyết Einstein, chúng ta cần phải nắm bắt được các thông tin của vũ trụ thông qua bức xạ điện tử. Hố đen thì không phát ra bức xạ điện tử. Chung quy lại, không ai có thể chắc chắn về những điều xảy ra bên trong hố đen, bởi vì không thời gian bên trong chân trời sự kiện có độ cong quá lớn, hoặc cũng có thể nó đang di chuyển rất nhanh, nhanh hơn cả ánh sáng so với người quan sát. Nếu hố đen đang hút ánh sáng,
thì nó không thể giao tiếp với vũ trụ bên ngoài, vì ánh sáng chính là thông tin liên lạc. Suy cho cùng, lực hấp dẫn không phải lực hút giữa các vật thể. Thay vào đó, nó là hiện tượng các điểm trong không thời gian bị hút bởi năng lượng hấp dẫn. Năng lượng này tỷ lệ thuận với khối lượng và làm biến dạng không thời gian. Hãy tưởng tượng, năng lượng hấp dẫn tại điểm kỳ dị đang liên tục kéo không thời gian về phía nó. Thứ năng lượng này tác dụng liên tục và liên tục trên từng đơn vị thời gian. Tức là lực kéo tại điểm kỳ dị liên tục làm không thời gian trôi về phía nó. Như một thác nước luôn luôn đổ xuống không ngừng. Và tốc độ trôi của không thời gian bên trong chân trời sự kiện thậm chí còn nhanh hơn ánh sáng. Trong trường hợp này, không thời gian là một mạng lưới chuyển động chứ không phải là mạng lưới tĩnh. Nó bị rơi vào điểm kỳ dị với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, và nó cứ liên tục rơi như một dòng thác, không bao giờ ngừng nghỉ. Ở một góc nhìn nào đó, hố đen là một thứ đang chuyển đổi mọi khối lượng thành năng lượng hấp dẫn. Ví dụ điển hình của luận điểm này chính là photon. Photon có khối lượng không? Không có. Nhưng nó vẫn bị hố đen chôn vùi. Điều này dẫn đến một sự nghi ngờ. Liệu bên trong hố đen có phải chỉ là năng lượng thuần túy? Thứ năng lượng này tồn tại mà không cần biểu hiện dưới bất kỳ dạng vật chất nào. Nghĩa là không có vật chất nào bên trong hố đen. Không có hạt hay tương tác. Nó đơn thuần chỉ là năng lượng. Nếu bạn đang cho rằng điều này thật vớ vẩn, vì rõ ràng lực hấp dẫn luôn đi đôi với khối lượng và nó phải là một thứ gì đó, vậy thì các bạn hãy thử nghĩ mà xem. Chúng ta đang sống trong trường hấp dẫn của trái đất và cả mặt trời. Lực hấp dẫn của các thiên thể này tác dụng lên chúng ta mà không cần bất kỳ kết nối nào cả. Nó chỉ là năng lượng. Chúng ta không thể chạm vào lực hấp dẫn, nhưng nó có biểu hiện lực rất rõ ràng. Khi còn đi học, chúng ta được dạy là vật chất không thể bị phá hủy hay tạo ra. Nhưng mà ngoại lệ của nó là phân rã phóng xạ, tổng hợp hạt nhân hoặc các hiện tượng vật lý năng lượng cao, bao gồm cả Big Bang. Về sau cùng phải là, thực ra vật chất và năng lượng không thể bị phá hủy, mà chúng có thể chuyển đổi lẫn nhau. Vậy cuối cùng nó có bị phá hủy hay không? Nếu tất cả chỉ là năng lượng, thì hố đen cũng có thể chỉ là năng lượng đơn thuần. Các ngôi sao hay hành tinh ngày nay chúng ta nhìn thấy trong vũ trụ, nó vừa tồn tại ở dạng vật chất, vừa tồn tại ở dạng năng lượng. Điều này có thể là do lực hấp dẫn của nó chưa đủ mạnh để biến mọi thứ thành năng lượng như các hố đen. Dĩ nhiên về mặt lý thuyết, bạn có thể chuyển đổi năng lượng thành khối lượng theo công thức E bằng MC bình phương. Nhưng hố đen có vẻ không muốn cho chúng ta làm điều đó. Với vật lý lượng tử, hàm sóng luôn phát triển theo phương trình của Schrödinger. Trong đó, phương trình Schrödinger miêu tả sự thay đổi của hệ thống lượng tử theo thời gian. Cụ thể hơn nữa là hàm sóng được coi là sự miêu tả về toàn bộ thông tin có thể biết của một hệ lượng tử. Tuy vẫn có ngoại lệ, đó là quá trình suy giảm hàm sóng do vướng víu lượng tử. Nhưng về sau cùng, hàm sóng vẫn phát triển theo phương trình Schrödinger khi vướng víu kết thúc. Nhìn chung, năng lượng tồn tại trong không thời gian tương quan với các nhiễu loạn của hàm sóng. Các vật chất và chuyển động đều là biểu hiện của năng lượng. Điều này dẫn đến một sự kỳ vọng rất lớn của các nhà vật lý. Họ hy vọng rằng hàm sóng đại diện cho mọi thứ rơi vào hố đen vẫn có thể tiếp tục tiến hóa một cách tự nhiên theo phương trình Schrödinger, giống như nó vẫn diễn ra xung quanh thế giới thông thường. Và bức xạ Hawking là một nỗ lực nhằm giải thích cho điều này. Vậy bức xạ Hawking là gì? Liệu nó có di chuyển nhanh hơn ánh sáng hay không? Đầu tiên, bức xạ Hawking là một giả thuyết chưa được kiểm chứng. Nó được đề xuất bởi nhà vật lý Stephen Hawking vào năm 1974. Sự ra đời của bức xạ Hawking chính là kết quả của sự kết hợp giữa lý thuyết lượng tử và thuyết tương đối. Cụ thể, trong không thời gian luôn tồn tại sự dao động của các hạt và phản hạt. Và điều này là một sự thật đã được chứng minh. Nếu một cặp hạt và phản hạt xuất hiện gần chân trời sự kiện của hố đen, vô tình có một hạt bị hố đen hút vào và hạt còn lại thì bị văng ra. Điều này dẫn đến hai giả thuyết. Nếu hạt rơi vào là một hạt dương thì hố đen sẽ tăng khối lượng giống như nó hút một hạt vật chất thông thường. Và hạt ở bên ngoài là hạt âm, nó sẽ triệt tiêu một hạt vật chất bất kỳ nào để bảo toàn năng lượng. Ngược lại, khi hạt rơi vào là hạt âm, lúc đó
hạt bên ngoài là hạt dương. Điều này đồng nghĩa với việc vũ trụ vừa có thêm một hạt, và để bảo toàn năng lượng, hố đen bắt buộc phải mất đi một hạt. Hãy nhớ rằng, bức xạ Hawking không hề vượt qua chân trời sự kiện. Nó chỉ phát sinh ở rìa chân trời sự kiện. Điều này có nghĩa, không có thứ gì thực sự thoát ra khỏi hố đen. Và việc nó có di chuyển nhanh hơn ánh sáng hay không cũng chỉ là một câu hỏi vô nghĩa, bởi vì rõ ràng không có thứ gì thoát ra cả. Nói theo một cách nào đó, bức xạ Hawking là một hiệu ứng lượng tử xảy ra khi các hạt và phản hạt tương tác với nhau gần chân trời sự kiện của hố đen. Tóm lại, không có gì di chuyển nhanh hơn ánh sáng trong chân không. Bức xạ Hawking là một giả thuyết logic dựa trên cơ học lượng tử, tuy chưa được chứng minh, nhưng nó hoàn toàn khả thi. Và cuối cùng, theo các bạn, bên trong hố đen là vật chất hay nó chỉ là năng lượng hấp dẫn thuần túy? Một số bạn có chung thắc mắc về vô hạn, tuy rằng câu hỏi không giống nhau lắm. Câu hỏi của bạn Bluebird: vô hạn có thực sự tồn tại? Không gian bên trong hố đen bị biến dạng đến vô hạn là đúng hay sai? Nếu là đúng, vậy làm sao để một thứ hữu hạn lại trở nên vô hạn? Bạn Hoa Yang: không gian là vô hạn hay hữu hạn? Hố đen có đậm đặc tới mức phá vỡ kết cấu của không thời gian hay không? Ngoài hai câu hỏi này, có lẽ vẫn còn ai đó thắc mắc về sự vô hạn, nhưng do mình chưa đọc hết câu hỏi, mong các bạn hết sức thông cảm. Có thể nói, vô hạn là một khái niệm khá mơ hồ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường dùng đến khái niệm vô hạn với các lĩnh vực như toán học hay triết học. Theo đó, vô hạn được dùng để ám chỉ đến cái gì đó không có giới hạn, không có biên giới, hoặc không có sự kết thúc hay hạn chế. Trong phạm trù không thời gian, vô hạn cũng được nhắc tới khá nhiều. Dù là mang hơi hướng khoa học, nhưng chúng ta không thể miêu tả sự vô hạn theo logic khoa học thuần túy. Với tất cả những gì chúng ta biết về vũ trụ hiện tại, nhân loại có thể vẽ ra một bức tranh tương đối tổng quát về tất cả mọi thứ. Nó bao gồm trái đất, hệ mặt trời, thiên hà hay toàn bộ vũ trụ khả kiến. Ngoài ra còn có các hạt hạ nguyên tử, các tia bức xạ, hàm sóng và các dao động lượng tử. Vậy trong tất cả những điều đó, có cái gì là vô hạn không? Câu trả lời là vừa có lại vừa không. Bạn không thể nào tùy tiện áp dụng khái niệm vô hạn vào bất cứ thứ gì trong vũ trụ này. Thế nhưng nếu loại trừ đi sự vô hạn, đôi khi mọi thứ lại trở nên vô nghĩa. Không thời gian vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn? Khoa học không có câu trả lời rõ ràng về điều này. Vũ trụ rất rộng, rộng đến nỗi chúng ta không chắc chắn cái gọi là vũ trụ khả kiến đã là toàn bộ hay chưa. Nhưng chúng ta biết một điều, nó đang mở rộng thêm, tức là nó chưa đạt đến kích thước cuối cùng, và đây rõ ràng là biểu hiện của sự hữu hạn. Thế nhưng hãy nhớ rằng, hữu hạn luôn đi đôi với biên giới. Vậy vũ trụ có biên giới không? Không gian đang mở rộng, nhưng nó cũng có thể không có biên giới. Không gian luôn đi đôi với thời gian, thời gian thì luôn tiến về phía trước. Về mặt khoa học, thời gian cũng như số tự nhiên vậy, nó không có giới hạn cuối cùng, nó có thể phát triển mãi mãi. Bây giờ cứ cho là không gian vũ trụ có một kích thước cụ thể nào đấy, tức là nó hữu hạn. Nhưng không gian lại không thể tách khỏi thời gian, và thời gian thì hiển nhiên là vô hạn. Vậy tóm lại, không thời gian của vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn? Các bạn thấy đây, chúng ta không thể đưa ra một miêu tả cụ thể cho sự vô hạn. Chúng ta cũng không thể logic hóa toàn bộ các khái niệm về khoa học. Và sau cùng, mình đang dùng triết học để nói về khoa học. Hiểu theo cách nào đó, có những thứ không thể phân biệt rõ ràng, hoặc tầm hiểu biết của con người chưa đủ để giải thích chúng một cách cụ thể. Quay trở lại với câu hỏi về hố đen. Liệu hố đen có đậm đặc tới mức phá vỡ kết cấu của không thời gian? Và nếu không thời gian bên trong hố đen bị biến dạng đến mức vô hạn, thì làm sao một thứ hữu hạn lại có thể trở nên vô hạn? Đầu tiên, mật độ vật chất bên trong hố đen đậm đặc đến mức nào? Có một điều mình muốn nhắc lại từ video trước, đó là không ai biết bên trong hố đen được cấu tạo như thế nào. Nó có thể là vật chất, cũng có thể là năng lượng, hoặc cả hai. Nó có thể cực kỳ đậm đặc, hoặc cũng có thể vẫn chứa những khoảng trống. Theo logic tiến hóa thông thường của những ngôi sao, hay sự sụp đổ hấp dẫn do khối lượng tới hạn,
Hố đen có thể là một thiên thể cực kỳ dày đặc, gấp nhiều lần sao neutron. Với các phương trình của thuyết tương đối, một thiên thể vật chất đậm đặc luôn không có sự đồng nhất về mật độ tính từ tâm ra đến bên ngoài. Tức là vật chất luôn bị nén chặt hơn ở tâm thiên thể so với bề mặt của nó. Điều này dẫn đến lý thuyết về điểm kỳ dị. Các nhà vật lý cho rằng, điểm kỳ dị luôn nằm ở trung tâm hố đen. Tại đây, mọi thông số đều bị đẩy đến đỉnh điểm. Nó có thể đạt đến vô hạn hoặc gần như vô hạn. Vẫn theo thuyết tương đối, không thời gian tại điểm kỳ dị có thể bị biến đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sự không tưởng tượng nổi ở đây có thể là giới hạn mà không thời gian bị phá vỡ. Cuối cùng nó tạo ra một môi trường vô cùng kỳ lạ, không thể hiểu biết bằng các lý thuyết hiện đại. Thế nhưng nó vẫn là một phần quan trọng nằm trong các hiểu biết về vũ trụ và các lực của tự nhiên. Vậy chúng ta cần hiểu như thế nào? Trước tiên, về sự đậm đặc, điểm kỳ dị có thể là một nơi mà vật chất không thể đậm đặc hơn được nữa, tức là nó đậm đặc hết mức rồi. Tại đây, các sợi không thời gian bị kéo tụ lại, đan xen lẫn nhau, nghĩa là nó có thể tích tụ nhiều chiều không gian tại một điểm duy nhất. Không gian thì luôn đi đôi với thời gian, và khi mọi không gian tập trung tại một điểm, thì điểm đó cũng nghiễm nhiên trở thành tương lai của mọi thứ. Như trong video trước mình đã nói, mọi tương lai đều dẫn tới kỳ dị. Khi một thứ gì đó rơi vào hố đen, nó chỉ có một tương lai duy nhất, đó là tiến tới kỳ dị. Hãy luôn nhớ rằng, không thời gian là một mạng lưới chuyển động. Nó có khả năng đàn hồi và vặn xoắn. Nếu bạn có thể sống sót khi rơi vào điểm kỳ dị, thời gian đối với bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Và bạn cũng có thể được trải nghiệm nhiều chiều không gian cùng một lúc. Vậy, về sau cùng điểm kỳ dị có vô hạn không? Nếu có thì cái gì vô hạn? Ai cũng biết, hố đen có khối lượng hữu hạn. Vì vậy chẳng có lý gì một điểm bên trong nó lại vô hạn. Tuy nhiên, nếu nói về khía cạnh năng lượng, thì điểm kỳ dị có thể chứa một năng lượng vô hạn. Mình sẽ nhắc lại câu trên một chút. Kỳ dị là một môi trường kỳ lạ, không thể hiểu biết được bằng các lý thuyết hiện đại. Nhìn chung, khối lượng thì có thể tính toán, nhưng năng lượng của kỳ dị thì không. Thêm vào đó, nó còn tích tụ nhiều chiều không gian tại một điểm. Như vậy, bạn không thể sử dụng những công thức bình thường để tính toán về cái gì đó bất bình thường. Bạn cũng không thể sử dụng những hiểu biết ít ỏi của mình để miêu tả về thứ mà bạn không biết. Do đó, điểm kỳ dị hoàn toàn kỳ dị, và nó có vô hạn hay không cũng tùy vào cách hiểu của mỗi người. Tiếp theo, vẫn dựa vào những suy luận này, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Trung Nguyên. Khi một người rơi vào chân trời sự kiện, người quan sát từ xa sẽ thấy họ dần biến mất. Vậy điều này có chấm dứt không hay kéo dài mãi? Và liệu hố đen có sụp đổ vào kỳ dị để kết thúc bằng cách sinh ra một vụ nổ Big Bang, bắt đầu cho một vũ trụ mới hay không? Giãn nở thời gian hấp dẫn là một lý thuyết quan trọng trong sự hiểu biết về hố đen. Nhưng có một điều là chúng ta gần như không bao giờ quan sát được hiện tượng đó. Khi một người tiến sát đến chân trời sự kiện, bạn có thể quan sát người đó từ xa và thấy anh ta di chuyển chậm dần. Việc này có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng nó không kéo dài mãi. Tuy nhiên về mặt thực tế, điều đó sẽ không xảy ra. Bất kể thứ gì khi tiến sát đến chân trời sự kiện cũng đều bị tăng tốc và chuyển động theo quỹ đạo xung quanh hố đen. Ngoài ra, vật thể đó còn bị chia nhỏ thành các hạt cơ bản theo hiệu ứng mì ống. Vì vậy, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy một người hay một thứ gì đó trôi chậm dần khi tiến đến hố đen. Thay vào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy đĩa bồi tụ tăng tốc mọi vật chất và xé toạc nó ra từng mảnh. Điều này có nghĩa bạn sẽ chết khi tiến gần đến hố đen và bạn không bao giờ có thể biết được khoảnh khắc vượt qua chân trời sự kiện là như thế nào. Đối với người quan sát, họ cũng gần như chẳng thấy điều gì ngoài đĩa bồi tụ cháy sáng. Ngày nay, chúng ta quan sát được rất nhiều hố đen trong vũ trụ với đủ kích cỡ khác nhau. Điều đó cho thấy các hố đen đã bồi tụ vật chất rất nhiều lần, nhưng chúng ta không thể quan sát thấy bất kỳ thứ gì đang rơi vào hố đen. Một phần của sự thiếu sót này là do khoảng cách quá xa và mọi thứ rơi vào đều là các hạt rất nhỏ. Chúng ta gần như không thể quan sát được chúng. Ý tiếp theo là hố đen có sụp đổ vào kỳ dị để kết thúc bằng cách sinh ra một vụ nổ Big Bang, bắt đầu một vũ trụ mới hay không? Câu trả lời nhiều khả năng là không. Chúng ta quan sát được rất nhiều hố đen khổng lồ trong vũ trụ và chẳng có manh mối nào cho thấy nó sẽ sụp đổ.
Thay vào đó, nó ngày một lớn hơn. Mặt khác, nếu bức xạ Hawking là đúng, thì về sau cùng, các hố đen sẽ biến mất. Câu hỏi của bạn Future. Hố đen quay do quán tính được bảo toàn từ ngôi sao sụp đổ. Liệu có hố đen nào được tạo thành mà không quay không? Và điều này có ảnh hưởng gì tới tính chất của nó không? Moment quay là một trong những tính chất cực kỳ phổ biến của các thiên thể trong vũ trụ. Sự quay của thiên thể thường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có lịch sử hình thành và các tác động ngoại cảnh. Trên lý thuyết, các hố đen có thể quay và cũng có thể không quay. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa có một bằng chứng cụ thể nào về việc phát hiện ra các hố đen không quay. Thế nhưng điều này không có nghĩa là nó không thể tồn tại. Vậy là trên lý thuyết, sự tồn tại của hố đen không quay là có khả năng. Thế nhưng thực tế thì có vẻ cực kỳ hiếm. Để biết được tại sao gần như thiên thể vũ trụ nào cũng quay tròn, các bạn có thể tìm và xem lại video Liệu vũ trụ có đang xoay tròn mà mình đã đăng tải cách đây khá lâu. Quay trở lại với hố đen. Nhìn theo góc độ nào đó, hố đen chính là một trong những vật thể đơn giản nhất trong vũ trụ. Nó chỉ có 3 tính chất có thể xác định. Đó là khối lượng, điện tích và moment động lượng. Đây là những tính chất hoàn toàn có thể đo đạc được từ bên ngoài. Ngoài ra không có bất kỳ tính chất nội tại nào về cấu trúc bên trong được biết đến. Khi khối lượng của hố đen được đo đạc, chúng ta có thể dựa vào giá trị đó để tính toán cường độ hấp dẫn của nó. Một hố đen có điện tích thì sẽ dẫn đến hiệu ứng hút và đẩy với các hạt mang điện xung quanh. Riêng về phần moment, đây là một tính chất cực kỳ quan trọng. Nó tạo ra xung lượng góc cho hố đen, làm biến dạng không thời gian và gây ra sóng hấp dẫn. Theo học thuyết Einstein, sóng hấp dẫn là kết quả của sự biến đổi không thời gian, được tạo ra do sự chuyển động của các vật thể có khối lượng. Đặc biệt là các vật thể có khối lượng lớn như hố đen thì điều này lại càng rõ ràng. Ngoài ra, khi một hố đen quay quá nhanh, xung lượng góc của nó sẽ chiếm ưu thế so với lực hấp dẫn. Điều này dẫn tới việc khi một hạt bất kỳ nào tiến đến hố đen, nó sẽ có nguy cơ bị văng ra nhiều hơn là bị hút vào. Khi mở rộng thêm các chiều không gian 5 hoặc 6 chiều trở lên, hố đen luôn phải tuân theo lý thuyết kiểm duyệt vũ trụ yếu. Và khi nói tới vấn đề này, có lẽ Thư viện Thiên văn phải hẹn các bạn ở một video khác. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đức Nguyễn Trung. Làm cách nào người ta có thể phát hiện ra hố đen? Câu hỏi này có vẻ như khá đơn giản, nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều thông tin và có cả những thành tựu khoa học đáng ngưỡng mộ. Những ý tưởng đầu tiên về thứ gọi là ngôi sao tối đã được đề xuất từ thế kỷ 18 bởi nhà triết học người Anh John Michell hay nhà bác học người Pháp Pierre-Simon Laplace. Dựa theo sự vận động của cơ học Newton, họ đã dự đoán rằng bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ bề mặt của một ngôi sao đều có thể bị giữ lại nếu như lực hấp dẫn của ngôi sao đó quá lớn, và nó được gọi là ngôi sao tối. Tuy đây không phải là những ý tưởng đầu tiên đề cập tới hố đen, nhưng nó cũng phần nào chỉ ra được lực hấp dẫn của một thiên thể có thể trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Sau khi thuyết tương đối của Einstein ra đời vào năm 1915, bản chất của lực hấp dẫn đã được hiểu chính xác hơn, và từ đó các nhà vật lý bắt đầu đưa ra dự đoán về một thiên thể siêu đậm đặc, có thể bẻ cong không thời gian xung quanh nó, làm ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài. Năm 1916, nhà vật lý Schwarzschild cho rằng hố đen là hệ quả tất yếu của thuyết tương đối, tức là nếu thuyết tương đối đúng, thì hố đen nhất định phải tồn tại. Năm 1971, hố đen Cygnus X1 được phát hiện, xác nhận một điều, hố đen thực sự tồn tại và nó phổ biến hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cho tới ngày nay, khoa học nghiên cứu về hố đen đã trở thành một ngành khoa học không thể thiếu trong khoa học vũ trụ, và chúng ta cũng đúc kết được rất nhiều phương pháp có thể phát hiện ra các hố đen. Cụ thể như quan sát tác động hấp dẫn ảnh hưởng tới các vật thể như ngôi sao hay các đám bụi vũ trụ. Tiếp theo là quan sát hệ thống sao đôi với các hiệu ứng hấp dẫn đặc biệt. Đây cũng là phương pháp giúp phát hiện hố đen đầu tiên mà mình vừa nhắc tới ở trên, Cygnus X1. Cách thứ ba là quan sát bức xạ tia X hoặc tia gamma. Đây là những bức xạ đặc trưng phát ra từ vùng không gian xung quanh hố đen khi chúng bị làm nóng và gia tốc đến cực đại.
Thứ tư là xác định vùng tối đáng nghi ngờ. Và thứ năm là quan sát sóng hấp dẫn. Câu hỏi tiếp theo là về tuổi thọ của hố đen, bức xạ Hawking, nghịch lý thông tin hố đen và cả hiệu ứng lượng tử. Đây là những thắc mắc của bạn I am Subray, Nguyễn Bình, Dương Trum, KV An, Gel00, User LD8BZ và bạn Brain Adam Hopeless. Nhìn chung thì các câu hỏi này không giống nhau lắm, nhưng câu trả lời sẽ liên quan tới nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu theo trình tự. Đầu tiên là vật chất sẽ như thế nào khi rơi vào hố đen, ví dụ như khi một ngôi sao bị hút vào hố đen chẳng hạn. Trong các video trước, mình đã nói sơ qua về điều này. Khi một hạt tiến gần đến hố đen và bị hút vào, nó sẽ đi qua một ranh giới được gọi là đường chân trời. Cũng giống như khi bạn ngắm nhìn hoàng hôn trên trái đất vậy, đường chân trời là ranh giới của thứ bạn có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy. Một khi đi qua đường chân trời, hạt đó không có cách nào để quay trở lại. Nó cũng không thể phát ra bất kỳ tín hiệu nào cho người quan sát biết được những gì xảy ra bên trong. Đối với những hố đen siêu lớn, thường thì nó tồn tại ở trạng thái được gọi là chuẩn tinh. Chuẩn tinh khác với các hố đen thông thường là nó có moment cực lớn và đĩa bồi tụ cực kỳ sáng. Đối với các ngôi sao thông thường, trong suốt quãng đời tồn tại của mình, nó có thể chuyển đổi khoảng trên dưới 1% khối lượng thành năng lượng. Riêng với các chuẩn tinh, nó có thể chuyển đổi 10% đĩa bồi tụ thành năng lượng. Đây là một hiệu suất điên rồ, khó có thể tưởng tượng nổi. Và nó cũng là minh chứng cụ thể cho sức mạnh của chuẩn tinh. Tuy nhiên, như mình đã nói ở câu trên, moment của hố đen càng lớn, lực hấp dẫn của nó lại càng bị ảnh hưởng. Tức là tỷ lệ vật chất bị rơi vào hố đen giảm xuống khi mà tốc độ quay của nó tăng lên. Như vậy, khi một ngôi sao tiến gần đến hố đen, có rất nhiều yếu tố phức tạp khác nhau sẽ quyết định bao nhiêu phần trăm khối lượng của ngôi sao đó sẽ bị hố đen hấp thụ, bao nhiêu sẽ bị chuyển thành năng lượng hoặc bao nhiêu bị văng ra ngoài. Những thứ bị chuyển thành năng lượng hay bị văng ra ngoài chúng ta sẽ không nói tới. Chúng ta chỉ quan tâm đến phần hố đen hấp thụ. Câu hỏi đặt ra là ngôi sao còn lại gì sau khi bị rơi vào hố đen? Chúng ta chỉ nhận thấy một điều duy nhất, đó là hố đen sẽ tăng khối lượng, đồng thời diện tích của nó cũng tăng lên. Có vài giả thuyết dự đoán về số phận các hạt khi rơi vào hố đen. Một là nó bị chia thành các hạt cực kỳ nhỏ, sau đó bị mã hóa, rồi dàn đều trên toàn bộ bề mặt hố đen dưới dạng dữ liệu entropy. Hai là nó bị chuyển đổi thành một dạng hạt nào đó hay một dạng năng lượng nào đó không xác định. Và ba là nó có thể đi đến một chiều không gian khác. Như vậy, chúng ta không thể đưa ra bất kỳ khẳng định nào về việc này. Tuy nhiên, có một điều không thể thay đổi hay biến mất, dù cho nó đã bị rơi vào hố đen, đó là thông tin. Với một hạt thông thường, chúng ta có thể xác định nó dựa trên thông tin cơ bản như spin, điện tích hay khối lượng. Còn với cơ học lượng tử, thông tin của nó chính là hàm sóng. Nếu đổi ra giá trị cụ thể thì sẽ là phần trăm. Một hố đen được xác định bởi ba yếu tố như mình đã nói ở phần đầu video, đó là khối lượng, điện tích và moment. Như vậy có thể thấy, dù chúng ta không biết điều gì xảy ra khi một hạt đi qua chân trời sự kiện, nhưng ít nhất một số thông tin cơ bản của nó vẫn còn tồn tại. Nó được biểu hiện dưới dạng khối lượng, điện tích và moment của hố đen. Vậy, hố đen có tồn tại mãi mãi không? Câu trả lời nhiều khả năng là không. Như đã đề cập đến trong video trước, bức xạ Hawking là thứ sẽ làm hố đen mất dần khối lượng theo thời gian. Mặc dù quãng thời gian hố đen biến mất có thể kéo dài đến mức vô lý, nhưng nếu thời gian còn tiếp tục trôi về phía trước, thì đến một lúc nào đó, hố đen sẽ biến mất. Khoa học ngày nay chỉ còn thiếu bằng chứng thực tế là điều này sẽ biến từ lý thuyết thành sự thật. Bản chất của bức xạ Hawking là một quá trình lượng tử khi hạt dương và hạt âm tương tác với nhau gần chân trời sự kiện. Nhiều người thắc mắc là tại sao hạt rơi vào hố đen nhất định phải là hạt âm chứ không phải là hạt dương. Câu trả lời là tỷ lệ cũng như nhau thôi. Tuy nhiên, khi thời gian vũ trụ trôi qua t mũ n lần, khả năng cao lúc đó mọi vật chất trong vũ trụ đều đã phân rã hoàn toàn. Tức là vũ trụ chẳng còn lại gì ngoài các hố đen. Khi đó, bất kỳ hạt nào rơi vào hố đen cũng sẽ mặc định là hạt âm nhằm bảo toàn năng lượng. Nếu hạt bên ngoài là hạt âm, nhất định nó phải tương tác với một hạt vật chất nào đó. Tuy nhiên, vũ trụ lúc đó chẳng còn lại hạt nào,
và hiển nhiên hạt đó phải là hạt dương. Đồng thời khi đó, hố đen nhất định cũng phải mất đi một hạt tương ứng để bảo toàn năng lượng. Về phần hạt dương bên ngoài vũ trụ, nó sẽ tiếp tục phân rã và tan vào không thời gian. Như vậy, theo Stephen Hawking, hố đen sẽ không tồn tại mãi, nó sẽ dần bốc hơi theo thời gian. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn ở đây, đó là nghịch lý thông tin hố đen. Nếu hạt rơi vào hố đen là hạt âm, nó làm hố đen mất khối lượng. Vậy những thông tin đã rơi vào hố đen từ trước đó sẽ đi đâu? Nó có được bảo toàn hay cũng tan biến? Vật lý thì luôn cho rằng thông tin là thứ không thể bị phá hủy. Vậy, bức xạ Hawking có bảo toàn thông tin hố đen hay không? Theo như logic thì không. Chúng ta không biết thông tin sẽ đi đâu hay chuyển đổi thành dạng nào. Bức xạ Hawking là lý thuyết tương đối hợp lý về chân không lượng tử, nhưng nghịch lý của nó chính là thông tin hố đen, và đây là một thách thức. Nếu bạn có bất kỳ lời giải thích nào cho điều này, tôi nghĩ bạn sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng Nobel vật lý cũng nên. Hãy thử xem. Và cuối cùng, rối lượng tử không thể tồn tại nếu như một hạt rơi vào hố đen. Đường chân trời sẽ cắt đứt toàn bộ liên hệ của vũ trụ với thế giới bên ngoài, cho dù đó là một hệ lượng tử.